Xin chào mọi người Cái video này là dành cho tất cả những người trong nền tảng tiền Academy Và cũng giống như tất cả những người đang bứng bên ngoài nhòm ngó Và muốn tham gia Cân nhắc, cân nhắc, cân nhắc Những lời mình nói là mình tin tưởng vô nó Mình tin tưởng vô cái sự công bằng của thế giới Mình tin tưởng vô bạn có thể đứng trên cái bàn chân của bạn Và không xin sổ bất cứ một người nào hết Chấm hết Nhớ lúc mà mình giảm 50% thì cố gắng nhảy vô. Còn lúc mà không giảm thì cái giá là giá nguyên vẹn, không được giảm. Vô trong đây, hỏi giảm giá này, giảm giá kia, trả giá, thương lượng, trả từng tháng, trả bao nhiêu tháng, vân 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 Tài khoản sẽ bị khóa. Cái đó áp dụng cho tất cả những thành viên trong nhóm Tiền Academy cũng giống như những người đang đứng bên ngoài. Ở đây mình không chơi với vớ vẩn, Okay, có nghĩa là bạn trả giá Có nghĩa là bạn là những người rẻ tiền Có nghĩa là bạn cũng không có tiền đâu mà đi đầu tư thì Gọi là vài xu vài cắt Và bạn còn đi trả giá, đúng không? À, thì thiệt sự bạn không tôn trọng cái nền tảng Và bạn không tôn trọng cái thời gian của mình Thì nó là vậy Ở đây 4 năm rưỡi, 5 năm, một ngày mười mấy tiếng Ok, mỗi ngày như vậy là mười mấy tiếng Để đợi gửi cho bạn những cái tín hiệu Nhưng bạn vô đây bạn trả giá Thì bạn là một người rẻ tiền Và bên mình nền tảng của mình và vừa rồi mình đã có nói nói chuyện với nhân viên lần thứ ba là bất cứ một người nào vô trong đây trả giá hay là thương lượng bất cứ một gì hết đừng có làm một cái thứ gì hết khỏi mất công trả lời đi ok cứ khóa tài khoản của người ta là chấm hết thì nó là vậy mình tin tưởng vô sức mạnh của mỗi người bạn có thể đứng trên cái bàn chân của bạn bạn không cần xe tay ra xin bất cứ một thứ gì hết nó là vậy nhiều lúc mình nói như vậy những cái từ nó rất là gắt nhưng cái đó là cái suy nghĩ của mình mình tin tưởng nhớ mình là xuất phát từ một cái thằng không đọc ok đã về khu lúc 36 tuổi và năm nay được 42 tuổi mình là cái thằng không có cơm mà để ăn mình đứng trên cái bàn chân của mình mà mình sống tới ngày hôm nay mình đã bước ra đường lúc mười mấy tuổi nghe ờ, gọi là có thể là bởi vì cái trải nghiệm của cuộc đời của mình đúng không ba mình đã rời mình lúc 2 tuổi đúng hai tuổi ok gọi là gọi là sống đường phố thì khá là nhiều OK, thì bởi vì vậy qua cái sự trải nghiệm như vậy, OK, có thể là mình rất là gắt và không chỉ vậy là mình đi chiến tranh, đúng không? Mình là lính, đúng không? Lính ở sa mạc, đúng không? Uh, thì vân 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 vân, thì đó là mình, OK, thì gọi là mình thì gọi là rất là khó, đúng không? Và có thể gọi là rất là khó ưa, đúng không? Không có thích chút nào. Nhưng cái đó là cái suy nghĩ của mình, OK. Cẩn thận cho những người nào đang đứng bên ngoài nhòm ngó muốn tham gia nền tảng. Ok, muốn tham gia nền tảng bỏ một chút thời gian ra xác thực tín hiệu coi cái video 16 phút nằm trên tiên Academy YouTube. 18 18 tháng tín hiệu đã được mở khóa, bỏ một chút thời gian ra xác thực trước khi tham gia nền tảng. Ok. Nhưng mà vô trong đây hỏi những cái câu hỏi vớ vẩn thì tài khoản sẽ bị khóa. Thì nó là vậy. Cân nhắc, cân nhắc và cân nhắc. Ở đây mình không gọi là ở bên mình không cho phép nhân viên mình để xử lý những cái công việc vớ vẩn như vậy. Rẻ tiền thì không chơi. Rẻ tiền những cái người rẻ tiền thì người ta gọi là người ta không có loyalty, có nghĩa là cái gì đâu. Người ta không có sự uh, gắn bó. Ok, gọi là người ta coi cái thời gian của người khác quá rẻ. Người ta gọi là uh, những cái người rẻ tiền. Tôi bởi vì cái đời, cái tầng sống của bạn nó đã rẻ rồi thì bạn không có thể kết nối được giàu sang và quý báu hay là tự do tài chính hay là những cái thứ thế thì quên nó đi. Nha, cứ quay về cơm áo gạo tiền cho nó chắc ok uh, vậy thôi ok gọi là mình mình chia sẻ gọi là mình nghĩ gì nói đó và nhiều lúc những cái từ ngữ của mình nó sẽ làm đau trái tim của bạn và nếu mà cái da của bạn nó mỏng thì bạn cũng không được không cho phép thế giới này sẽ không cho phép vũ trụ này không cho phép nếu cái da bạn nó mỏng đúng không nếu những cái lời nói của mình mà làm tổn thương bạn có nghĩa là cái da bạn rất là mỏng có nghĩa rằng bạn sẽ không kết nối được với dầu sang từ giờ tài chính hay những thứ khác ok những người mà da mỏng nên cứ sống cơm áo gạo tiền nó chắc hơn Nó khỏe hơn Đầu óc nó nhẹ hơn Thì nó là vậy Để có bất cứ một cái thứ gì Thì bạn phải mạnh bạo với nó Da bạn phải dày Ok Và gọi là dầu sang phải có trong não bộ trước đã Hạt giống phải có Hạt giống là hạt giống gì? Hạt giống dầu sang học Hạt giống tự do tài chính Hạt giống là bạn Có thể làm lên Nên Tất cả mọi thứ Bắt đầu từ suy nghĩ bắt đầu từ tư duy giàu sang hồi đó nhớ là mình đã nói rồi mình bắt đầu từ con số không chứ có một ngày trong cái cuộc đời này mình nghĩ mình là nghèo và bởi vì vậy mình đã có được tự do tài chính lúc 36 tuổi thì nó là vậy mình đã làm video cho bạn bốn năm rưỡi năm năm chia sẻ cho bạn cái công thức làm sao để có được tự do tài chính trong phải là ngày một ngày mai hai rõ ràng mình chia sẻ số nhiều là btc tiền điện tử nhưng trước đó mình cho bạn cái công thức bao nhiêu lần như vậy Nó rất là dễ để có Và cái công thức nó vẫn vậy Nó đã nằm ở trong trái đất này cả ngàn 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 năm Chủ yếu bạn có lấy nó để thực tập hay không Và chỉ có những người mạnh mẽ Mới thực tập được Còn số nhiều sẽ bỏ cuộc Bởi vì vậy Bạn nghèo Chấm hết Và cân nhắc luôn Ở đây Mình chữa bệnh nghèo Chứ không chữa bệnh ngu tín hiệu đã mở khóa để cho bạn kiểm tra bạn không bỏ được 16 phút ra rồi kiểm tra bạn không bỏ một giờ hai ngày ra để bạn xác thực những tín hiệu vô đây hỏi những câu hỏi vớ vẩn tài khoản sẽ bị khóa chấm hết và mình không muốn tập trung vô những cái thứ năng lượng gọi là negative xấu này quá bởi vì vậy mình muốn bỏ nó ra mình bỏ nó ra cho bạn thì là mình nhẹ nhõm hơn bởi vì đó là suy nghĩ của mình ngay bây giờ xin chào cảm ơn